Cậu cháu với gần, xin chào các bạn nha. Hôm nay tiếp tục mò cá các bạn ơi. Cá cua bắt luôn. Các bạn hồi đưa xuống được. Anh còn đâu con ếch. Chiếc máy bay không? Ừ. Máy bay bắt không? Đó. Ừ. Đấy. Về mũi sớt. Rồi, mạnh. Mạnh lắm. Tàu ngầm mà. Nhớ không? Ướt quần hết. Chút nữa xuống, hồi nữa gần về ta cho xuống. Ướt rồi, chơi mà. Nó ướt quá. Ướt quá có sao. Ướt chút rồi. Hồi cái quần nó ướt, anh ta cởi, anh ta cầm cái gì vô, ta chổng lại khô rồi. Nha. Còn thấy thì kéo được. Đã anh ta về rồi đi kéo. Gom lại đi về. Hồi sáng em đi quên mua bông băng thuốc đỏ cho anh. Đâu cái này ta hiểu rồi. Sao? Còn lép đi. Hả? Tại con lép đi. Bữa nay có anh ba đi xui quá. Thất thù. Từ từ mới nhận kết quả mà. Lạnh quá các bạn. 4 năm trời rồi. Mình chưa thấy gì hết, kết quả gì hết. Trời nằm trên bờ không được có cá kìa. Cá ở ngọn cây. Qua cá khủng. Khủng gì? Không phải cá khủng là cá bự, khủng khiếp quá. Đâm khủng khiếp nhìn ai. Đậu tía này. Bữa nay anh hai dắt chú ba đi, chú ba ngáo quá. Mà dẻm nè. Ao vậy. Bữa nay tha cho mấy con dẻm lên đây. Đẩy đi. Có cái heo. Bên mình đó thì
biết sao nặng nọ lặn xuống nổi lên hoài không? Đó. Cái này mở trong cơ thể nhiều quá không chìm, cái này mở dư nó đâu có chìm nổi. Khoan từng kém hạ ra các bạn. Cái khủng đeo chỗ cái cấp gì nặng dữ vậy đắt con gì chơi vậy con gì hôm nay con luôn. Thua rồi các bạn. Trận này thua. Cái này thất thu rồi. Đâu thắt, tại không có thắt gì. Lép có nặng không lép? Dạ. Có nặng không? Nãy đi dọc đường nó bỏ hết mớ rồi, nó lấy gì nặng nữa. Hết nổi luôn rồi. Đổi đi, điểm mới nghe các bạn. Đổi đi, điểm mới rồi. Này cá nó nhiều lắm. Bữa nay dắt chú Tiểu đi đồng xui quá. Chú Tiểu mới tiên tri được con cá đó trời. Đố chú Tiểu chứ anh hai chạy dính con gì? Dạ. Ờ, tiên tri anh hai chạy dính con gì? Con chú Tiểu. Thứ nào về nhà? Cái thứ nào? Nè. Thứ đó. Đầu ra làm. Chụp cho. Ừ. Nhảy đây đi anh chụp cho. Nhờ lép đó, nhờ chú Tiểu đó. Giỡn mà chơi. Chú Huy. Mai mốt đi bắt chuột đi không lép. Chơi ha cu. Chơi ha.
đạp không có kỹ thuật gì hết. Cái vỏ hả? Như vậy là mình kỹ thuật nè. Chào các bạn, về các bạn ơi. Về đây làm gì gần quay tiếp cho các bạn coi. Làm gì ăn rồi quay tiếp. Quá trời nó lạnh như nó nấu nha. Bữa nay Di dắt chú Tiểu đi thắt thu rồi. Chào các bạn, các bạn ơi. Về tới nhà cá mình làm xong rồi nè. Được nhiều cá nè. Đó. Đi mấy tiếng đồng hồ. Hôm nay mình mắm mình lượt nước, nấu nước mình lượt rồi. Đây có miếng thịt. Thịt thử xả ớt. Được chưa? Được rồi, anh đổ vô đi. Này luôn hả? Đổ mắm vô kìa cho nó sôi, thả cá vô. Mình không có biết nấu nha. Vợ mình nó hướng dẫn. Dạy nấu. Chào các bạn ơi, giờ về nhà nấu lẩu mắm chín rồi. Giờ hai cậu cháu mình với mợ mời các bạn ăn lẩu mắm với mình nha. Đây, cái này là chủ nhà này nha các bạn. Này chủ nhà, còn đó chú Tiểu. Đây, chú Tiểu. Và mắm bắp chuối sắc ăn với bún. Vô miếng gạo ấy các bạn ơi. Thịt. Ừ. Thịt hả? Dạ. Mẹ có thường có thịt múc đó anh. Cá không con? Đâu có thịt đâu múc con. Cá Bắc Kinh nè. Vô miếng cà tím đây nha. Mua thịt không có rồi. Con miếng mấy đại đó. Đúng. Ăn hết đi. Đây, chuối này là chuối bắp chuối nhà chồng nè. Đó, chuối sắc đó. Giá mua. Ăn thử miếng lẩu mắm của cháu dâu nấu coi. Chỗ tại sao ngon không? Được không? Con là nhà hàng 5 sao chưa có nữa. Ngon bạn ơi, ngon. Im. Ngon rồi. Nè, cá ngon. Thử đi. Cá phụ mà chơi. Vậy. Cái gì? Cháu làm kiến. Nhiều không? Đỡ không nhỉ? Con nít nhiều. Bún không? Gấp bún nhờ con. Bắp chuối ngon quá chết rồi. Thằng ơi hấm dày rồi. Thèm nó mắm lắm. Nghe bà nói mày nấu đi. Tao không có ăn đâu. Nấu lên cái này nghe mùi thơm quá mà nói tao không ăn đâu. Cá à? Vô các bạn ơi, cá lồng tông với cá rồng nè. Cá này khó bắt quá. Này hết thù, mình gọi chúng mắm. Cái này ăn hết chảo luôn nha. Ăn hết. Sao vậy, con nấu sao vậy? Ngon. Ngon cực kỳ. Ngon quá, này ăn hết luôn ạ. À. Chưa chảo rồi nha. Đúng không?
ăn từ từ. Nóng cũng đã. Cá thì bắt mấy người bắt cá thì khỏe, mà cái người ăn á ăn ké ngon lắm luôn. Anh đi mới vô cái anh thở rồi. Vô một chén thử nha. Sao bấm được không? Nằm hết chén này luôn. Thành con anh. Nóng quá. Quạt quạt này, quạt quạt. Quạt hả? Ừ. Tắt lửa quạt đi. Kim, kim cái mùi vậy. Kỳ đó. Nóng thấy bà luôn. Ăn lẩu mắm mà ngửi trên ăn á, ngửi dưới quạt á, ngồi chịu không có nổi. Hồi đó mấy ngửi trên chịu. Ủa, ủa, rau má đâu? Ừ, có mấy cặm rau má đi ngon. Rau má đồng luôn. Còn ở dưới rau hết hồn. Má này hồi sớm là hái nha các bạn, khi trong đồng á. Quá trời. Lúc hái quên quên. Đi quay mà ha. Quay phim gì đâu mà hái rau rau má mà không quay. Lo hái luôn. Lâu lắm mới ăn rau má. Đâu có đâu ạ. À. Đã mà nóng quá. Bữa nay cô dâu trúng mánh nè. Trúng mánh này. Trúng mánh nè. Phải tăng nước nhờ. Trời nãy đi một chút thấy mệt mà sao giờ này ăn không thấy mệt gì chơi rồi chú Tiểu. Cho miếng mắm thịt. Không á. Thì cũng xấu gì ăn đó. Trời ơi. Chú Tiểu cái đồ thịt ngoài khổ quá. Đồng quê mùa dịch này nó mua đâu có thịt đâu con. Đồng quê. Sáng được mấy miếng. Không đỡ em. Giờ ăn mắm đỡ đi. Mắm với cá thì ha. Ừ. Cái ngày mai chạy ra thịt. Chạy ra chợ mua thịt về ăn sau. Được không? Ăn hủ qua rồi. Còn tím rồi. Cá ngon cái nào chê vậy? Ừ. Cá con tím ngon quá. Vậy. Mắm không có hỗn hợp mới ngon chứ. Cái đường tứ kiến nó dài lắm. Ăn đã. Ngon thiệt chứ. Mùa nước thiếu bông điên điển. Nước hôm nay ít không có bông điên điển nhiều. Phải có bông điên điển với bông súng nữa. Nãy cậu 7 hôm qua không hái được nấm á. Không. Để ẩm á. Ừ. Bông vàng vàng cầm tay á. Mình nước là cũng đã. Mình ăn mình chép vậy vừa thôi. Vậy nó mới ngon. Ăn ngon mình kêu đừng chép. Ngon là nhờ cái chép á. Chép quá người ngoài người ta chịu không nổi. Làm mà mẹ không có thấy đường con mắt mẹ đau. Gấp rau đi. Ừ. Lấy gã. Bởi trời ăn đi nhượng diễn biết nữa mà ăn mà nhượng sao hấp dẫn ăn phải ào ào vô kìa đó mày cái bệnh nết rồi mời các bạn vô bệnh nết với mình nhá nha rồi xin kết thúc tiếp tại đây nha bây giờ mình vô ăn nhé có vợ bên đó hay gì có nó ngồi ngoài họ khùng lên muốn chết á làm quay phim họ tèm. Được không? Được hơn vậy không? Lâu rồi không anh? Bữa nãy là mời ăn là thôi con không đói. Tự nhiên qua thôi. Qua dẹp nướng mỡ hành thôi. Má ơi mà.
xin kết thúc clip này. Xin chào các bạn nha. Bye. Bye các bạn. Hẹn gặp lại.